chúng ta con người chúng ta có một cái tính rất xấu, đó là cứ hay đứng núi nọ trông núi kia. Thế tôi xin khẳng định như thế, tôi đã nói trong rất nhiều bài về dân chủ nhân quyền rồi. Ngay cả trong gia đình chúng ta thôi, thường chúng ta nhìn người vợ người chồng chúng ta xấu hơn những người vợ người chồng của những người khác. Đấy, đấy là một cái sai lầm rất nghiêm trọng của con người, tôi xin khẳng định như vậy. Nhưng thực ra là các cụ chúng ta đã có cái cây là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, vì vậy cho nên là chúng ta hãy bằng lòng với những gì mình có và chúng ta phát huy nó lên để vượt lên. Nước Mỹ họ phát triển và chúng ta phải thừa nhận họ văn minh nhất thế giới. Ông Putin cũng đã phải công nhận nước Mỹ là nước văn minh và hùng mạnh nhất thế giới. Thế chúng ta phải thừa nhận điều đó. Nhưng nước Mỹ cũng có những cái mặt trái nhất thế giới, đúng không? Thế còn đất nước Việt Nam chúng ta chính bị nước Mỹ đã dùng những cái văn minh hiện đại của họ tàn phá cho gần như không còn một viên gạch nguyên. Cho đến bây giờ mới chỉ có hơn 20 năm đổi mới và đặc biệt là 20 năm bỏ cấm vận của Mỹ mà đất nước chúng ta phát triển một cách rực rỡ như này. Quyền con người của chúng ta được bảo đảm đến mức như thế này rồi. Và vì vậy cho nên là chúng ta hãy bằng lòng với những gì đất nước Việt Nam chúng ta có. Tất nhiên ở trong đất nước Việt Nam còn nhiều điều phải làm. Nhưng mà chúng ta phải hiểu thế này, nước Mỹ họ cũng có những cái điều họ phải làm và nước Việt Nam chúng ta không thể mang cái ông Trump vừa rồi. Tôi rất quý, rất tôn sùng ông Trump. Đấy, đầu trước đây tôi nghĩ ông Trump chỉ là một nhà kinh doanh thôi, nhưng thực ra khi ông lên ông trúng cái chức quốc cử tổng thống tôi rất là giật mình. Nhưng sau đó ông có một cái câu phát biểu mà tôi nói thật là tôi quá kính nể ông ấy, đó là gì? Để áp dụng cái cuộc sống và cái luật pháp nước Mỹ cho đất nước khác kể cả Việt Nam, hiểu không? Và ông ấy tuyên bố là tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ, nhưng các bạn cũng phải bảo vệ quyền lợi cho các bạn, cho nước các bạn. Đấy. Và cái đất nước Việt Nam này này, nhé. Chính lời của Tô Minh Nguyễn, chính lời của Tô Minh Nguyễn là một con người mà chống đối lập trường của chúng ta đấy nhé, đã tranh luận với tôi đấy. Thì chính lời anh ta cũng đã nói, ông Trump ông đã nói rằng không thể bắt Việt Nam thực hiện tất cả những cái điều như của Mỹ bây giờ được, mà hãy để cho đất nước Việt Nam họ phát triển lên. Khi nào họ phát triển đạt được cái trình độ như nước Mỹ thì tự họ cũng sẽ thực hiện tất cả những cái điều khoản mà như nước Mỹ. Đấy, chính vậy. Ý ông Trump ông nói là cái độ phát triển của xã hội, của luật pháp, của tất cả mọi cái nó phải đi đồng đều với nhau. Chứ anh không thể nó áp dụng cái đất nước vừa chiến tranh tan nát như này xong mà lại yêu cầu là phải có cuộc sống nó phải cao như Mỹ, phải nghiêm như Mỹ, không có được như thế. Cho nên là, và thứ hai nữa là chúng ta, tôi chỉ nói một điều như này, nước Mỹ không có được mà Việt Nam chúng ta đang có. Đấy, tôi chỉ là Mỹ. Thế cho nên qua đây tôi mới nói là đừng ví von, đừng so sánh. Tất cả mọi sự so sánh đều có chuyện. Ở nước Mỹ không có tuần nào là không có một vài vụ xả súng bắn chết người một cách vô tội, vô ý thức của một những người bình thường bắn chết người chứ không phải là tội phạm. Tội phạm không nói nhé, nên những người bình thường có khi chỉ vì tức gia đình một tí mang súng đến trường học bắn loạn chết mấy chục trẻ em, hay là có một tên nó trên ghế nó bắn vô cái đám đang xem ca nhạc chết gần 100 người, ví dụ thế. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì làm gì có cái chuyện tự nhiên lại phát súng ra đường bắn đâu, chưa có bọn tội phạm đó. Thế rồi khủng bố, và nước Mỹ bị những vụ khủng bố lớn nhất thế giới thì Việt Nam chúng ta hiện nay là không có. Vừa rồi chỉ có cái bọn Đào Minh Quân vớ vẩn về ném được cái chai xăng vớ vẩn thôi, nhưng mà lực lượng an ninh người ta đã biết rồi, người ta cố tình để cho nó làm để người ta bắt, để người ta khui ra thôi, chứ còn không phải là người ta không chống lại được. Đấy, Việt Nam chúng ta đang sống hiện nay bà con nhân dân chúng ta có sướng không ạ? Đi chơi đâu đi chả lo. Nhưng ở nước Mỹ cậu em tôi anh nó nói chuyện về đấy, đi vào tất cả chỗ đám đông lúc nào chỗ nào có cái khẩu hiệu là bà con hãy chú ý, nếu như có thấy khả nghi thì phải báo ngay cho cảnh sát đó. Tức là cái họ đang, mặc dù họ sống trong thế giới tự do nhưng cái điều họ lo trên lúc nào không biết lại đang hiện hiện trước mặt. Chính vì vậy cho nên đất nước Việt Nam chúng ta có những cái mà nước Mỹ, nước Anh không có được. Cho nên chúng ta đừng có nhìn, và đã gọi là chúng ta đã là con người Việt Nam, đã là con người yêu nước. Như hôm nọ tôi đã trả lời Tô Minh Nguyễn đấy, nhé. Thì tôi xin ở đây tôi xin nói thêm một câu này xong tôi xin xuống này. Tô Minh Nguyễn còn nói với tôi một câu rằng trong cái buổi tranh luận là anh Lân em tất nhiên câu này có thể hắn định tôi thôi, em rất phục trình độ của anh và em nghĩ rằng nếu với cái trình độ của anh và trình độ của rất nhiều người khác ở Việt Nam mà sang những cái đất nước của tư bản được sống thì cái đại thọ cho anh sẽ lớn hơn rất nhiều ở Việt Nam đấy. Ông ta nói, tôi bảo tôi công nhận điều đó có thể nhé. Đấy, tôi thì không giỏi ra gì đâu, nhưng tôi nói có thể là ví dụ những kỹ sư, những nhà khoa học lớn sang nước ngoài có thể. Nhưng Tô Minh Nguyễn không hiểu một điều là chúng tôi là những con người Việt Nam, chúng tôi sinh ra trên đất nước Việt Nam, chúng tôi đã thật trải qua cái thời kỳ Việt Nam chúng ta đói khổ, ăn từng cái bát cháo, ăn từng cái ngọn rau nhé. Và cho đến bây giờ chúng tôi có được một chút chiến lược thì chúng tôi tự nguyện ở lại để xây dựng cái đất nước này, chứ không phải chúng tôi
nếu chúng tôi muốn sung sướng đúng, chúng tôi đi sang nước ngoài, chúng tôi làm với cái trình độ chúng tôi có thể đạt được đồng lương, thậm chí đi lao động lương còn cao hơn ở trong nước chúng tôi cơ mà, đúng không? Còn cao hơn những nhà khoa học chúng tôi ở trong, những người đi lao động nên người ta về người ta mang tiền tỷ ở nước ngoài về, nhưng chúng tôi ở trong nước không có được cái. Nhưng đây là sự lòng tự nguyện của tôi ở đất nước Việt Nam, chúng tôi là người Việt Nam và chúng tôi đem cái sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng cái đất nước mình. Đấy. Vì vậy cho nên là đâu có phải là cứ chúng tôi sống bằng vật chất đâu. Đấy. Nếu con người ta mà cứ nhìn chỉ nhìn vào vật chất thì đó là một con người cực kỳ tầm thường. Thế chính vì vậy cho nên là chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải biết yêu quý đất nước Việt Nam mình, dù nó xấu nó đẹp thì chúng ta phải biết yêu quý. Nếu nó đẹp thì chúng ta phát huy, và nếu nó xấu thì chúng ta góp ý, chúng ta làm cách nào đó để sửa chữa. Chứ chúng ta đừng có người Việt Nam lại quay lại chửi đất mẹ Việt Nam, thì đấy là một cái điều mà tôi cho rằng con người đó không xứng đáng là con lạc cháu rồng. Đấy, tôi hôm nay tôi xin chào tất cả nhà, mà chào xin chào người đẹp, và tôi chỉ có ý kiến đấy thôi.